áp lực lo lắng trước một kỳ thi quan trọng là tâm lý chung khó tránh khỏi của học sinh và các bậc phụ huynh. Tại Hà Nội, hầu như tất cả những phụ huynh có con chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đầu cấp đều mang tâm trạng này. Bởi bất kỳ cha mẹ nào cũng mong con được học tập, phát triển trong môi trường tốt nhất. Và tới thời điểm hiện tại, nhiều trường tư thục đã công bố phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023-2024, khiến cho không khí tuyển sinh đang nóng dần lên. Hà Nội luôn là điểm nóng của tuyển sinh các lớp đầu cấp. Nhiều phụ huynh Hà Nội ví mùa tuyển sinh đầu cấp là cuộc chạy đua khốc liệt và căng thẳng nhất. Với nguyện vọng con thi đỗ vào trường top, trường chuyên, không ít gia đình bỏ công sức, tiền của, đầu tư cho con theo học các lớp tiền tiểu học, các lớp ôn thi vào lớp 6. Con thi nhiều lắm, vâng ạ, cho nên là cũng không kể ra thì cũng không hết được. Năm nay mình đang muốn con thi để con lấy chứng chỉ để được xét duyệt vào trường, ví dụ như trường Đoàn Thị Điểm hay là trường Nguyễn Tất Thành. Ngôi trường này đã phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1. Phương thức tuyển sinh sẽ phải thông qua một ngày học trải nghiệm ở trường để chọn ra những học sinh phù hợp nhất. Được biết, đối với năm học 2023-2024, cơ sở này sẽ tuyển sinh 180 chỉ tiêu học sinh lớp 1 cho 6 lớp. Nhà trường đã gấp rút chuẩn bị ngày trải nghiệm là ngày 16 tháng 4 đối với cơ sở ở Kiến Hưng, Hà Đông. Thì diễn ra như là một ngày đi học của các con học sinh của trường và tham gia trải nghiệm các cái hoạt động văn nghệ, thể thao của nhà trường để xem là trong cái tiết học đấy nề nếp của các con như thế nào, thái độ học tập của các con ra sao và cái tinh thần học tập của các con, cái sự tự tin của các con thể hiện như thế nào. Cùng với bậc tiểu học, thông tin tuyển sinh đối với bậc trung học cơ sở và các trường ngoài công lập tại thành phố Hà Nội cũng được nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm. Đối với cấp trung học cơ sở thì nhà trường cũng đã mở các cái lớp hướng dẫn các em học sinh làm bài kiểm tra đánh giá năng lực, và thông qua những cái buổi đó thì cũng giúp cho các em học sinh có những trải nghiệm ban đầu về một cái chương trình, một cái mô hình, cái cách thức học ở cấp trung học cơ sở. Đối với cấp trung học phổ thông thì nhà trường cũng đã lên kế hoạch tuyển sinh. Bên cạnh đó, việc một số trường trung học cơ sở, trung học phổ thông công bố tuyển sinh đầu cấp bằng kết quả IELTS, TOEFL cũng khiến cuộc đua này gấp rút hơn. Có một số trường là sẽ có ưu ái và sẽ là cho con, nếu như con có đạt được cái kết quả cao trong cái những cái kỳ thi về có cái chứng chỉ TOEFL này, nên là mình cũng thử sức cho con tham gia, và bé nhà mình thì đã thử sức mình tham gia từ năm lớp 3. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, do nhu cầu quá lớn, các trường top trên vẫn buộc phải có phương án để lựa chọn học sinh theo tiêu chí của họ. Vậy nên, áp lực thi cử vào khối lớp đầu cấp vẫn không hề giảm. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ nên lựa chọn trường cho con một cách hợp lý và đúng với năng lực, đừng vì kỳ vọng quá mà đặt áp lực cho con em mình.